Xin chào các bạn, đây là món bò lúc lắc mà mình mới làm xong. Bây giờ mời các bạn vào bếp làm cùng mình từ đầu nha. Trước tiên thì mình mua thịt bò về, cái bò này mình mua ở Costco nên nó hơi to. Và cái gia vị của mình ướp thì là có hạt tiêu này, với cả cái steak Montreal và dầu ăn. Nên miếng thịt bò khi mình cắt ra thì nó như thế này đấy các bạn. Nó không bị mỡ quá và cũng không bị nạc quá. Các bạn cắt nhỏ nó ra cái khoảng tầm bằng một hoặc hai đốt ngón tay. Miếng thịt này của mình khá là to cho nên là mình sẽ phải chia ra làm nhiều phần, bởi vì ăn hôm nay nó sẽ không hết một cái cả hai cái tảng thịt đó. Các bạn cứ chia nhỏ nó ra thành những cái phần khác nhau nữa, như là mình có thể chia ra làm những cái phần mà bò lúc lắc sau này này, hoặc là mình có thể dùng về cái thịt bò mà mình thái nhỏ ra để xào những bữa sau. Còn đây là cái phần mà mình ăn của ngày hôm nay. Chỗ này là 5 lạng thịt đó các bạn. Mình thường dùng cái steak Montreal để ướp. Mình cho một thìa thôi. Mình không được ướp mặn quá, bởi vì mặn quá nó làm mất độ ngọt của thịt bò các bạn ạ. Sau đó cho một chút hạt tiêu vào. Và một thìa cà phê dầu ăn nữa để cho nó mềm cái thịt. Các bạn đảo đều nó lên thôi. Ướp thịt này khoảng tầm 15 phút là xong. Các bạn đừng để lâu quá. Ở cái này cũng không cần phải để lâu, bởi vì nếu mà để lâu nó sẽ bị mất cái độ ngọt của thịt bò đi. Trong lúc mà mình đợi như thế này, đợi cho nó ngấm ấy, thì mình sẽ đi gói những cái phần mà thịt bò trước đây mà mình còn lại các bạn, để cho vào đông đá sau này mình dùng dần. Mình chia cái phần thịt bò mà để xào nhỏ ra. Còn đây là hai cái phần thịt bò lúc lắc mà mình để lại sau này mình có thể ăn trong tuần. Cái phần mà thịt nhỏ thì mình cứ chia ra nhỏ ra thôi, để sau này mình lấy ra ở trong tủ đá ra, mình giã đá thì nó rất dễ cho việc sử dụng cũng như là việc sạch sẽ của nó. Mình có thể ăn với mì tôm xào hoặc là phở xào sau này á. Đấy, cả hai cái miếng thịt lúc ban đầu mình mua đấy thì là được 6 cái miếng thịt nhỏ để xào, cộng với cả hai cái túi bò lúc lắc không còn, cộng với cả cái bữa của ngày hôm nay nữa. Tức là khoảng 2 cân thịt đấy, thì hôm nay mình ăn hết là 5 lạng. Đó, như vậy, như thế này các bạn chỉ việc cho vào trong tủ đá thôi, khi nào ăn thì mình bỏ ra thôi nhá. Còn bây giờ là đến phần mà ớt xào. Phần xào á thì mình chọn 3 quả ớt chuông đủ các loại màu thì càng tốt nha các bạn, cộng với cả một củ hành to, hành ngọt á. Mình hôm nay lại không thấy có ớt xanh, vì trong cái túi họ bán ở Costco mà có dạng mà 6 quả ấy, thì họ lại không có cái quả ớt xanh mà chỉ có cái vàng, đỏ và cam thôi. Nhưng mà cũng được, các bạn là mổ nó ra, lấy hết cái phần lõi và hạt ở phía trong ra nha các bạn. Sau đó thì mình thái nhỏ. Rồi, cái miếng thái này cũng khoảng tầm hơn khoảng 2 đốt ngón tay nhé. Để nó cảm giác như là cùng với cả cái cỡ của cái miếng thịt bò ấy các bạn. Và cái ớt này nó lâu chín hơn là cái hành, cho nên là mình phải để tách riêng ra hành riêng và ớt riêng nha. Bây giờ mình đi thái hành nha các bạn. Bởi vì là cái hành ở cái giữa của nó, cái lõi của nó ấy, thì nó hơi nhỏ hơn so với cả cái vòng ngoài. Mà mình lại muốn cho nó chín cùng một lúc ấy, thì các bạn phải tách nó ra, chứ không thái cả. Bởi vì nếu mà thái cả nó sẽ không bị đều cái kích cỡ của nhau đâu. Nếu mà không đều kích cỡ thì nó sẽ chín ở cái thời gian khác nhau, thì nó lại bị mềm, cái thì mềm quá, cái thì lại bị cứng quá. Cái hành này cũng vậy, các bạn cũng cắt ra bằng cỡ với cả cái miếng ớt kia nha. Đây, bây giờ xong rồi, mình có bò rồi này, có ớt rồi và có cả hành xong rồi. Bây giờ mình bỏ vào xào nha. Mình cho dầu ăn vào, rồi khi mà nó nóng nóng lên ấy, thì mình cho vào một thìa tỏi. Tỏi thơm vàng lên thì các bạn cho thịt bò vào xào.
Đặc biệt nữa là các bạn phải để lửa rất là to, rất là to nha các bạn, thì bò nó mới không bị dai. Các bạn đảo đều lên thôi. Thực ra nếu mà chẳng hạn như là cái tay của bạn khỏe, bạn có thể lắc để nó tạo thành cái gọi là lúc lắc. Thế nhưng mà nếu như mà không lắc được cái dạng như thế thì cũng không cần thiết đâu. Các bạn cứ đảo đều nó lên bằng đũa và thìa như thế này thôi. Bởi vì nhiều khi bằng cái chảo gang ấy, để giữ cho cái độ nóng của thịt bò ấy, thì cũng rất là nặng lắm các bạn. Bây giờ thịt nó đỏ như thế này rồi nha, nó phải hồng hồng như vậy. Khoảng thời gian này khoảng tầm là 5 hoặc 6 phút thôi. Xong các bạn bắc ra. Bắc ra sau đấy thì các bạn cũng đổ luôn, cho một ít dầu vào phía dưới chảo trước. Sau đó thì bạn cho cái ớt vào, cho ớt vào trước. Cũng đảo đều lên thôi. Đấy, lúc này thì các bạn cho thêm một cái muỗng canh, một thìa, một teaspoon, một thìa nhỏ của cái bột canh cơ no đó. Xong rồi đảo đều nó lên. Khoảng tầm 2 hoặc 3 phút sau khi nó hơi mềm mềm một chút rồi thì các bạn cho hành, mới cho hành vào nha. Bởi vì hành nó chín sau mà. Mà cái này, cái đặc biệt của cái này là cái hành và cái ớt này nó không được chín mềm, nó phải là cái sự giòn giòn. Đừng để cho nó chín quá, không thì nó bị mềm đó các bạn. Như vậy là được rồi này. Tổng cộng cái thời gian này khoảng tầm 9 đến 10 phút. Nhưng mà nó tùy thuộc vào là cái bếp của bạn là độ lửa lớn đến đâu, hoặc là cái chảo nó dày hay nó mỏng thì để mình căn. Nhưng mà cái của mình là khoảng tầm 9-10 phút gì đó. Sau khi mà chín xong rồi thì các bạn cho thịt bò vào thôi, vào lại để cho nó nóng lên. Và cái này mình để khoảng tầm cũng là lửa cao, lửa to nhé, chừng 2 phút nha các bạn, để cho thịt bò nó ngấm vào ớt và hành đó. Đây của mình xong rồi đây nha. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Bye.